Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe gian dòng đua tên là gian OCR 2800. Sau đây em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe này. Lớp sơn nguyên bản rất là mới. Chỉ có một vài vết xước li ti không đáng kể. Khung chiếc yên của gian luôn, chính hãng, rất là mới, không một vết xước. Cọc yên của gian chiếc OCR 2800 này có size S phù hợp với các bác cao 1m6 đến 1m7. Xe được trang bị cặp vành của gian nguyên bản luôn. Vành trước luôn của gian. Trang bị dây cuốn tay nắm màu xanh nguyên bản của hãng, cồn bát cổ phốt của gian, bàn gian luôn, có chuông luôn. Xe trang bị tay lắp Clarit. Xe này trang bị cấu hình 8 lít, 2 đĩa cho xe 16 tốc độ. Đĩa của Shimano. Vâng, nguyên bản. Em sẽ chuyển số, các bác xem chuyển động của xe. Đèn lít rất mượt. Xuống lít. Giờ sang đĩa. Rất bòn. Xe trang bị cặp phanh 3 mảnh. Với cặp Mayer của gian nguyên bản của hãng, đây là toàn gian thôi.
trang bị củ đề Claris. Vâng, và các bác nếu quan tâm đến chiếc xe nguyên bản chính hãng này thì hãy liên hệ với Zalo 0975709943. Vâng, và chiếc xe này bên em bán với giá 6,5 triệu, bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm cho các bác. Ngoài ra bên em còn bán thêm các loại đồng hồ của Thụy Sĩ, Nhật và Nga. Nếu các bác quan tâm, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, hãy theo dõi trang.